Chào cả nhà, rất vui được gặp anh chị em trong buổi review của thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2021 và là phiên giao dịch điều chỉnh đầu tiên sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp hiện tại của VN-Index. Thì dĩ nhiên đối với tất cả nhà tư có lẽ chúng ta không không có ai không có ai kỳ vọng rằng thị trường cứ tăng đến 7 điểm rồi 8, à, 8, 7 phiên rồi 8 phiên rồi 9 phiên, 10 phiên liên tiếp đúng không? Cái việc mà chúng ta có được cái phiên điều chỉnh sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp là chuyện hoàn toàn có thể lường trước được và thậm chí như buổi review của phiên ngày hôm trước chúng ta cũng đề cập đến vấn đề đấy là sau năm phiên tăng điểm liên tiếp thì liệu rằng cái đa tăng hiện tại có phải là đa tăng lành mạnh hay không để khiến cho cái pha điều chỉnh sắp tới nếu xảy ra thì liệu rằng là nó có xảy ra một cái tình trạng đấy tình trạng đảo chiều của thị trường về mặt xu hướng hay không thì cũng dẫn đến một cái kết luận đấy là À, việc cái cái pha tăng hiện tại của thị trường vẫn mình cho rằng vẫn là tương đối lành mạnh dưới góc độ cả kể, cả kể cả về mặt về gọi là dòng tiền à, và thứ hai là kể cả cái sự lan tỏa của dòng tiền à, và cũng như là cái độ nóng và cái sự dẫn dắt. À, thế đến ngày hôm nay thì chúng ta cũng có được cái pha điều chỉnh. Điều chỉnh hiện tại của vn chúng ta điều chỉnh là 13 điểm. Đối với viên 30 chúng ta đóng cửa ở mức âm 17 điểm, cao hơn một chút so với mức giá đóng cửa, xin lỗi mức giá thấp nhất phiên. Uh, ví dụ như là VN Index, chúng ta có một chút phản ứng với mốc 1.300 điểm có một lượng cầu tại đây. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu tại sao mà chúng ta đóng cửa ở ở mốc 1303 này lý do là tại vì chúng ta có được cái sự cố sự cố vào cuối phiên giao dịch tại sàn hồ khi mà thanh khoản của thị trường đạt mốc 20.000 rất là nhanh uh, và cuối phiên đóng ở mức 22.000 thế thì cái mức thanh khoản rất là lớn như vậy thì nó khiến cho hệ thống của sàn hồ bị đóng cửa và khiến cho toàn bộ phiên dịch gần như là toàn bộ phiên dịch của phiên chiều chúng ta hoàn toàn lình sinh ở phía sát cái khu vực thấp nhất phiên ít nhất tại đây thì khi mà mình nhìn quan sát thấy rằng là vnindex đóng cửa trên mốc 1.300 điểm rồi thì cái việc mà chúng ta xem xét liệu rằng là cái pha điều chỉnh của ngày hôm nay có được cái sự lành mạnh không liệu rằng có phải là một cái tín hiệu Uh, báo hiệu rằng thị trường có thể đảo chiều hay không thì không có cách nào khác ngoài việc là chúng ta sẽ so sánh đối với khu vực đỉnh trong quá khứ và đặc biệt ở đây mình nhìn thấy rằng là rằng là việc mà chúng ta so sánh với khu vực đỉnh của năm 2018 uh, có rất nhiều điểm khác nhau à xin lỗi rất nhiều nhiều điểm tương đối là tương đồng với nhau trong cái việc mà chúng ta có đà tăng nóng trước đây uh, có được các khu vực đỉnh tương tương đối là tương đồng. Thì hiện tại chúng ta xem xét rằng là khu vực uh, cái pha tăng Uh, gọi là sóng năm hiện tại liệu rằng chúng ta đã đạt được đến một cái điểm uh, mấu chốt để có thể diễn ra hay là cái sự đảo chiều có thể diễn ra được hay không. Uh, thì cái việc mà chúng ta xem xét cụ thể vào từng yếu tố, bóc tách từng yếu tố uh, dẫn đến cái việc là thị trường suy yếu vào năm 2018 và so sánh với cái thời điểm hiện tại thì đấy là phương pháp mình cho rằng là hiệu quả nhất vào lúc này. Dĩ nhiên đối với yếu tố kỹ thuật thì mỗi giai đoạn nó sẽ có một cái điểm khác nhau cho nên là việc mà chúng ta sẽ thống kê một loạt yếu tố mình sẽ cố gắng mình thống kê càng nhiều yếu tố càng tốt. Ở trong đấy chúng ta có yếu tố liên quan đến kỹ thuật mà thanh khoản, chúng ta có yếu tố kỹ thuật về độ nóng, về các chỉ báo liên quan đến động lượng. Chúng ta có yếu tố kỹ thuật liên quan đến mẫu hình nến và mẫu hình giá, chúng ta có yếu tố liên quan đến kỹ thuật về cái phiên mang tính kỹ thuật về về, về gọi là tín hiệu. Thì hiện tại chúng ta đã có phiên gọi là phiên tín hiệu hay chưa à, Yếu tố kỹ thuật liên quan đến cái số lượng cổ phiếu, cái độ rộng của của thị trường Ví dụ như số lượng cổ phiếu nằm phía trên MA20 và số lượng cổ phiếu nằm phía trên 50 chẳng hạn à, Về mặt định giá của toàn bộ thị trường Về góc độ về mặt câu chuyện và góc độ về mặt lên thị trường Nói chung chúng ta sẽ có 8 yếu tố để xem xét Dưới góc độ về mặt kỹ thuật và dưới góc độ về rất nhiều góc độ khác nhau để chúng ta có thể so sánh với các khu vực định của năm 2018 so với thời điểm hiện tại. À, liệu rằng là thị trường hiện tại của chúng ta có những yếu tố nào trùng khớp hay không? Thì đầu tiên liên quan đến yếu tố mặt kỹ thuật và mặt thanh khoản thì mình cho rằng là yếu tố đây là yếu tố quan trọng nhất và mấu chốt nhất và cái sự khác nhau nhất của năm 2018 so với thời điểm hiện tại. Thì cái dòng tiền của thị trường Việt Nam mình nó không được đẩy lên dựa trên dòng tiền margin ví dụ năm 2018 chẳng hạn thì có những giai đoạn cuối thì cái số lượng căng margin thì căng rất là căng mặc dù thanh khoản ở trên thị trường thì thanh khoản giao dịch tương đối là thấp thanh khoản tương đối là thấp dù rằng margin đã căng rồi thì đây là cái điểm mấu chốt mình cho rằng là khác nhau thì đối với thời điểm hiện tại của thị trường Việt Nam mình ấy, thì đây là VN Index thanh khoản lúc nào cũng ở mức hoàn toàn là đạt đến giới hạn của sàn hồ và mạnh mẽ mình thấy rằng là tương quan là là tương đối là mạnh mẽ so với khu vực đỉnh của đầu năm 2021 của chúng ta và không có sự giảm sút liên quan đến cái dòng tiền mua vào thì hiện tại chúng ta có thể coi như là cái dòng tiền thi hiện tại đang đẩy cho thị trường tăng trưởng tại vì bản thân đối với cái số lượng margin của các tin chứng khoán vào lúc này mình quan sát thì thấy rằng là nó căng trong vòng vài phiên trước rồi và hiện tại cái số lượng tiền cái số lượng tiền thịt trên thị trường cái số lượng tiền mà mình thấy rằng là có được sự vững chắc liên quan đến góc độ mà tâm lý và có được cái độ nóng nó ít hơn rất là nhiều thì là đang chiếm đa số trên thị trường vào thời điểm hiện tại và đấy là đặc điểm khác nhau mình cho rằng là khác nhau rất nhất so với năm 2018 và lúc này thanh khoản có được cái sự tăng trưởng có sự ổn định và cái tỷ lệ liên quan đến cái số tiền lượng lượng tiền thịt của nhà đầu tư vào lúc này là đang chiếm đa số tiếp theo liên quan đến yếu tố mặt kỹ thuật về độ nóng của giá thì mình thấy rằng là tương đối là tương tự chúng ta thì có hai hai cái chỉ báo uh, tương đối là tương, tương đối là phổ biến vào lúc này để đo cái mức độ về động lượng và độ quá quá mua có bán của thị trường đấy là chỉ số liên quan đến ADX và chỉ số RSI. RSI thì uh, nhanh hơn một chút nhưng mà cái khu vực đỉnh của năm 2018 đang <laughs> uh, đang có dấu hiệu là uh, đỉnh sau của RSI thì thấp hơn đỉnh trước dù rằng là giá thì giá thì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng mà RSI thì càng ngày là càng chậm đi và đến cái đỉnh cuối thì chạm mốc 70 điểm của RSI tiếp theo là điểm ADX thì mình thấy rằng là chỉ số ADX và cái đỉnh cuối thì xấp xỉ khoảng 25 điểm thì khi mà chúng ta so sánh với cái khu vực giao động hiện tại ấy, thì mình thấy rằng là đang có dấu hiệu là ít nhất tại đây đấy là RSI thì không tạo ra được cái khu vực đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước cũ nữa. Ví dụ như là đến thời điểm hiện tại khi mà chúng ta bứt ra được khu vực cản 1.300 điểm thì cái RSI đang có dấu hiệu là chạm được khu vực đỉnh cũ rồi. À, nếu như chúng ta coi rằng là cái nghìn cái khu vực tích lũy của 1.200 điểm này mình thấy rằng là RSI đã có dấu hiệu tăng trưởng tương đối. Thì nói chung đối với RSI mình cho rằng là xét về góc độ điểm thì 70 điểm hiện tại thì cũng tương đối tương đồng khu vực đỉnh cũ. Nhưng khi mà chúng ta so sánh so sánh dưới góc độ là là tăng trưởng của động lượng, cái sự ổn định của động lượng thì mình thấy rằng là có được cái sự tích cực hơn. À, tiếp theo đối với ADX thì mình thấy rằng là cũng gần như tương tự nhau thôi, khoảng 18 điểm so với khu, khu vực khoảng, khoảng khoảng cỡ dưới 25 điểm như trước. À, thì nói chung tại đây là đối với VN <laughs> thì đang thiếu thiếu cái sự xu hướng của ADX. À, ngoài ra chúng ta có thể so sánh một chút liên quan đến VN30 thì sao? Thì VN30 thì mình thấy rằng là cái dòng tiền à, hiện tại. Thì thanh khoản là hoàn toàn là vượt trội. Đúng không? Chúng ta thấy rằng là thanh khoản của và lúc này so với thời điểm 2018 thì 2018 mình thấy rằng là cái dòng tiền nó rất là teo top. Dù rằng là cũng có rất nhiều cổ phiếu ví dụ như là Vietcombank, CTG, BID trong thời điểm đấy được kéo lên rất là mạnh và cũng có được và thậm chí là kể kể VIX nữa. Nhưng mà cái dòng tiền chúng ta thấy rằng là teo top rất là rất là rất là mạnh và nếu như chúng ta so sánh với thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là dòng tiền hiện tại rất là mạnh mẽ xu hướng rất là mạnh mẽ và RSI là hoàn toàn có hiệu là vượt qua khu vực đỉnh cũ rồi thì tạm thời đối với vn30 chúng ta hoàn toàn khác biệt so với khu vực đỉnh cũ của năm 2018 đối với Index chúng ta cũng có khác biệt về mặt thanh khoản và chúng ta có được cái sự khác biệt một chút liên quan đến cái động lượng của RSI như vậy là tạm thời tại đây thì mình có sự khác biệt hoàn toàn đối với thanh khoản và chúng ta có khoảng cỡ 0,5 liên quan đến yếu tố mặt động lượng vào lúc này là có sự khác biệt đối với năm 2018. Tiếp theo là yếu tố liên quan đến kỹ thuật mặt mẫu hình giá và nến. thì khi mà chúng ta so sánh với năm 2018 ấy, thì tại khu vực đỉnh cũ của năm 2018 mình thấy rằng là trong cái giai đoạn bắt đầu tạo đỉnh thì thông thường là uh, giá có dấu hiệu là uh, tạo ra một cái rounding tại đây, tức là một cái mẫu hình giá đang có dấu hiệu là đang cong dần xuống phía dưới. Điểm thứ hai khi mà chúng ta quan sát thì thấy rằng là mẫu hình nến càng ngày càng thu hẹp dần đây là cái hậu quả của việc là chúng ta bị thiếu cái dòng tiền uh, liên tục mở gáp và nến trong phiên thì lại bó hẹp và thu hẹp lại rất là nhiều như mẫu hình giá vào lúc đấy thì mình thấy rằng là có sự là cong dần xuống và điểm thứ hai là mẫu hình nến có sự là thu hẹp dần thì khi mà chúng ta so sánh với thời điểm hiện tại dĩ nhiên là hoàn toàn khác hẳn rồi đầu tiên đấy là việc mà chúng ta có được uh, cái mẫu hình tích lũy trước đấy uh, cũng tương đối là tích cực thấy rằng là mẫu hình để mà tạo bàn đạp cho chúng ta vượt ra khu vực đỉnh của 1,2,60 thì mình thấy rằng là uh, tích lũy rất là tích cực điểm thứ hai chúng ta thấy rằng là cũng có những pha uh, vượt qua được khu vực tích lũy uh, điểm thứ ba mình thấy rằng là nến thời điểm hiện tại đều có những cây nến xanh và dài rất là mạnh mẽ và dù rằng là ngày hôm nay chúng ta có một cây nến đỏ thêm nữa nhưng vẫn là cây nến đỏ và dài chứ không phải nến bó hẹp như khoảng thời gian trước thì nói chung tại đây mình thấy rằng là mẫu hình nến và mẫu hình giá và thời điểm hiện tại của thị trường Việt Nam mình thì hoàn toàn khác hẳn so với thời điểm 2018. À, chúng ta cũng có thể xem xét đối với VM10 thì mình thấy rằng là cũng có được sự khác biệt rất là rõ ràng. Thậm chí mẫu hình nến vào lúc này thì đang trong một pha tăng trưởng, trong một pha hưng phấn. À, đối với giai đoạn trước thì chúng ta thấy rằng là đỉnh sau thì có dấu hiệu là phân kỳ 8 đoạn RSI đối với mẫu hình giá lúc này chúng ta thấy rằng là có được cái sự bứt phá liên quan đến động lượng. Đấy là đối với VN30 và VN So với cái mô hình đến và mô hình giá So với năm 2018 Tiếp theo liên quan đến góc độ về cái phiên xác nhận Thì liệu rằng Dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta có phiên đỏ điểm Thì liệu rằng ngày hôm nay có phải là phiên xác nhận Phiên mang tính tín hiệu của đảo chiều thị trường hay không à, Thì mình cho rằng là không Đầu tiên chúng ta thấy rằng là phiên xác nhận của 2018 Dĩ nhiên là đến ngày hôm nay chúng ta chưa thể thấy rằng là uh, Liệu rằng sau ngày hôm nay chúng ta có những pha giảm điểm tiếp theo hay không Nhưng tính cục bộ trong mỗi phiên giao dịch của ngày hôm nay thôi ấy, thì mình thấy rằng là hoàn toàn chưa có sự xác nhận gì liên quan đến đảo chiều đâu. thậm chí là trong ngày hôm nay chúng ta chỉ giảm chưa đến cũng chưa xóa hoàn toàn cái thành quả của hai phiên gần nhất. Tiếp theo là khi mà chúng ta so sánh với MA20 thì ví dụ như là phiên mang tính bản lấy mang tính gọi là báo hiệu cái sự đảo chiều của năm 2018 thì ngay lập tức là quét qua đường MA20 thì đối với phiên dịch của ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là vẫn chưa có sự điều chỉnh quá là đáng kể đâu <laughs> nó vẫn chỉ là một phiên rung lắc mang tính kỹ thuật khi mà thị trường chạm được cái mốc gọi là độ nóng của RSI lúc này thì cái việc mà chúng ta có sự điều chỉnh là chuyện hoàn toàn rất là bình thường mà thôi và hiện tại hoàn toàn là chưa vi phạm một cái mốc gọi là mốc hỗ trợ mà kỹ thuật nào đó chúng ta thấy rằng là chúng ta có uh, các mốc hỗ trợ mang tính kỹ thuật như sau thứ nhất là MA20 thì uh, rơi vào tầm khoảng 1260 tiếp theo là chúng ta có cái mốc hỗ trợ liên quan tới 1.300 điểm thì hoàn toàn hoàn toàn là chưa bị uh, chưa bị phá vỡ hiện tại thì chưa có chưa gãy hỗ trợ uh, và chưa tạo ra một cái tín hiệu nào quá là đáng kể liên quan đến góc độ mặt đảo chiều mà tín hiệu cả thì hiện tại cái yếu tố này là hoàn toàn chưa thể gọi là yếu tố mà xác nhận hay phiên xác nhận hay phiên tín hiệu được cả tương tự như vậy là đối với viên 30 chúng ta cách rất là xa so với cả cái đường ma 20 vào lúc này rơi uh, tầm khoảng cỡ đến 50 điểm cơ Uh, tiếp theo nữa là yếu tố liên quan đến cái độ rộng của thị trường hay nói cách khác là cái số lượng hợp đồng, à xin lỗi, <laughs> số lượng cổ phiếu nằm phía trên uh, MA20 và MA50 của thị trường. Thì đối với uh, VNX trong khoảng thời gian trước, thì uh, đây là cái số lượng cổ phiếu nằm phía trên MA20. À, xin lỗi là đây, đây là năm 2018, chúng ta thấy rằng là cái số lượng cổ phiếu nằm phía trên MA20 trong khu vực đỉnh của năm 2018 cho thấy rằng là rơi tầm khoảng cỡ sấp xỉ khoảng 40 đến 50%. Đối với MA 50 là sấp xỉ khoảng 50% gì đấy. Thì đến thời điểm hiện tại mình có thấy rằng là cũng có được sự tương đồng nào đấy về góc độ cái độ rộng của thị trường tức là độ rộng của thị trường vào lúc này thì đại đa số cổ phiếu vẫn nằm phía dưới MA 20 và MA 50. Tức là đại đa số cổ phiếu lúc này là đang nằm trong cái xu hướng giảm về trung hạn và ngắn hạn. So với khu vực đỉnh của đầu năm chúng ta thấy rằng là cái số lượng cổ phiếu um, nằm phía trên em 20 phải đến 90 và năm 50 phải lên đến cũng sắp xỉ khoảng 90 thì lúc này thì cái số lượng cổ phiếu đang ở trong cái xu hướng giảm về mặt chung của ngắn hạn lúc này là đang chiếm đại đa số dù rằng là khi mà chúng ta so sánh với số lượng cổ phiếu nằm phía trên em 200 ấy, thì lúc này vẫn lên đến khoảng 70 76 phần trăm số cổ phiếu nằm phía trên em 200 Uh, nghĩa là xu hướng dài hạn thì vẫn đang được duy trì nhưng mà thực sự là nó cũng đang tương đối là tương tự so với uh, năm 2018 với số lượng cổ phiếu 5phi trăm cũng đang chiếm tương đối là đa số khoảng 51% thì hiện tại khoảng trăm thì đâu đó tại đây chúng ta cũng có được cái sự tương đồng ở đấy đúng không? có tạm thời có một điểm, uh, một điểm tương đồng tại đây một điểm tương đồng tại đây và với tiếp theo nữa, đấy là dưới góc độ về mặt định giá của thị trường. Thì đối với các góc độ định giá của năm 2018 thì mình có thống kê lại một chút liên quan đến định giá của VNDAX vào lúc đấy. Thì thực ra vào thời điểm đỉnh của 2018 ấy, thì đại đa số các các chuyên gia đều gật đầu đồng ý với nhau rằng cái định giá của thị trường vào lúc đấy đều quá là đắt rồi. Và chúng ta nhìn về góc độ PE chúng ta thấy rất là rõ ràng. PE của thị trường vào lúc đấy giờ tầm khoảng 22 điểm hậu quả rất là lớn lúc đấy là liên quan đến cổ phiếu VIX khi mà VIX bị kéo lên rất là mạnh vào giai đoạn cuối của thị trường thì đến thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là thị trường vẫn dù rằng là cũng không phải còn là rẻ nữa cái mốc 18 thì không còn là rẻ nữa nhưng mà chúng ta so sánh với cái mức độ PE của thị trường cái mức độ định giá của thị trường vào lúc đó và của 2018 thì mình thấy rằng là vẫn cũng gọi là tương đối là tương đối là không không phải là đắt uh, đây là góc độ gọi là PE lịch sử thì mình thấy rằng là không phải là đắt so với giai đoạn khoảng 2018 và ngoài ra nữa còn một điểm nữa đấy là đối với góc độ về mặt kỳ vọng của năm 2018-2019 thì mình thấy rằng là không có quá nhiều góc độ kỳ vọng vào lúc đó đó chúng ta không không có quá nhiều kỳ vọng chủ yếu là cái sự kéo lên của các cổ phiếu của ngân hàng khi mà kết quả kinh doanh tốt nhưng mà thực ra để nói dưới góc độ về mà câu chuyện của các năm sau chúng ta có câu chuyện gì để thị trường tiếp tục tăng trưởng thì không có nhiều và lúc này chúng ta có rất nhiều câu chuyện đấy, liên quan đến uh, yếu tố tiếp theo đấy liên quan đến góc độ mà câu chuyện của thị trường cái sự tăng trưởng của thị trường thì yếu tố này nó tương đối là khó đong đếm uh, tương đối là khó đong đếm nhưng mình có thể kể liệt kê ra một số câu chuyện của thị trường và lúc này có thể coi như là Uh, FDI có thể coi như là cái sự uh, kiểm soát dịch bệnh tốt của Việt Nam, uh, câu chuyện liên quan đến tăng vốn của các ngân hàng, uh, vân 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 vân, thì có rất nhiều câu chuyện để chúng ta có thể kỳ vọng uh, cho uh, tối thiểu là trong một vài tháng tới. Uh, đấy là góc độ về mặt PE và góc độ về mặt câu chuyện và cuối cùng là góc độ liên quan đến lên thị trường. Chúng ta thấy rằng là chỉ số Dow của năm 2018 thì đã có dư hiệu tạo đỉnh rất là rõ ràng và sau đấy so với tích lũy ở dưới vùng đỉnh. À, câu chuyện của chỉ số Dow vào lúc đấy là giai đoạn rung lắc trong biên độ lớn và không có xu hướng. Thì đến thời điểm hiện tại, mình thấy rằng là hiện tại câu chuyện của chỉ số Dow vào lúc này đấy là câu chuyện liên quan đến cái sự tăng trưởng. Chúng ta thấy rằng là đa tăng trưởng của chỉ số Dow vẫn rất là duy trì rất là tích cực đối với cái đường MA 50, ở cái đường trung bình giá 50 ngày là cái đường màu vàng của và lúc này chúng ta thấy rằng là cũng có được sự tạo lập về về sự tạo lập của chỉ số liên quan đến cái phản ứng của em 50 và chúng ta vẫn đang bám rất là sát cái đường kênh tăng giá hiện tại của 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 Dow Jones kể từ giữa năm ngoái trở lại đây đã tăng rất là ổn định thì nói chung về góc độ mà lên thị trường của chứng khoán chúng ta thấy rằng là cũng không không hoàn toàn là không không hề giống so với thời điểm 2018 tám tuy nhiên một số yếu tố khác liên quan đến lên thị trường về Bitcoin chẳng hạn thì năm 2018 cái dòng tiền đầu cơ tại Bitcoin uh, có dấu hiệu là suy yếu rất là rõ rệt. Uh, tạo đỉnh rất là rõ, uh, sập khỏi cái mô hình hai đỉnh uh, và sau đấy backtest thành công ở cái mô hình viên cổ đấy và quay trở lại xuống dưới Dow Thì lúc này thị trường Bitcoin cũng đang trong một cái trạng thái tương đối tương tự, mình thấy rằng là cũng tạo được cái mô hình uh, rounding top và sau đấy thì sập qua cái mô hình viên cổ và hiện tại đang quay trở lại cái vùng Dow Trend khi mà giá điều chỉnh rất là sâu so với cuộc đỉnh ờ, đỉnh thì rơi tầm khoảng 64.000 thì hiện tại chỉ còn khoảng 42.000 cái mức giá đóng cửa hiện tại mà thôi thì nói chung coi lúc này đang trong dấu hiệu của Dow Trend về góc độ liên thị trường mình chấm khoảng 5 trên 10 điểm thì nói chung cứ cho là khoảng cỡ năm điểm uh, tương đồng so với năm 2018 như vậy khi mà tổng kết lại về 8 yếu tố chúng ta có thể thống kê ra dưới góc độ về mặt kỹ thuật và cũng như là cái yếu tố liên quan đến lên thị trường và yếu tố mà định giá và câu chuyện thì mình thấy rằng là tổng kết lại rơi tầm khoảng cỡ hai điểm hai trên hai trên tám điểm là có được sự tương đồng năm 2018 cho nên đôi khi cái sự sợ hãi của chúng ta về Uh, các pha rung lắc khi mà thị trường đang tăng nóng thời điểm tại là là chuyện hoàn toàn có thể có thể hoàn toàn uh, thấu hiểu mà thôi uh, nhưng khi mà chúng ta so sánh với khu vực đỉnh của năm 2018 thì mình thấy rằng là cũng không có được quá là nhiều điểm tương đồng thôi uh, điểm tương đồng đâu điểm uh, tiếp theo nữa uh, như mình cũng có đề cập rất là nhiều rồi đấy là việc mà chúng ta uh, khi mà chúng ta xem xét dưới góc độ về đỉnh của một xu hướng thì uh, thông thường nó là nó là một cái uh, nó là một cái giai đoạn, nó là một cái vùng nhiều hơn là một phiên, cho nên đối với một phiên thì có thể là chúng ta uh, cảnh giác, dĩ nhiên uh, sau một phiên điều chỉnh chúng ta lại cảnh giác, chúng ta lại quan sát, uh, nhưng nó chỉ là một cái dữ kiện, chỉ là một dữ kiện cho việc mà chúng ta phân tích thôi chứ không phải là một kết luận, nó không phải là một kết luận, kết luận gì ở đây cả, trong một phiên giao dịch của ngày hôm nay của chúng ta, nó không phải là một kết luận gì cả, nó chỉ là một cái dữ kiện cho một giai đoạn sắp tới. Uh, về ngắn hạn mình cho rằng chúng ta sẽ phải lúc đó chúng ta phải giao động ở xung quanh vùng 1300 điểm để có được cái sự uh, ổn định hơn sau khoảng 6 đến 5 phiên năm sáu phiên tăng điểm liên tiếp rồi thì việc mà chúng ta có được một cái giai đoạn giao động và chúng ta hấp thụ nguồn cung đi là chuyện hoàn toàn uh, hoàn toàn có thể chấp nhận được mà thôi mình nhìn thấy thấy rằng là trên khung đồ thị ngắn hạn hơn một chút chẳng hạn ví dụ như là khung đồ thị 15 phút của index thì cái độ nóng của của thị trường là cũng rất là rõ rệt rồi RSC thì liên tục áp sát cái vùng 70 mươi điểm thì đâu đó việc mà chúng ta phải điều chỉnh trong khu đô thị ngắn hạn là truyền hoàn toàn rất là bình thường mà thôi và việc mà chúng ta giao động ở vùng 1.300 điểm sẽ là dữ kiện rất là quan trọng cho việc mà chúng ta phân tích rằng là thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tăng tiếp diễn hay là tiếp tục tạo thành một mô hình đảo chiều nào đấy thì có thể là cái nhiệm vụ của các phiên giao dịch tiếp theo còn tới thời điểm hiện tại kết luận của của phiên dịch của ngày hôm nay mình thấy rằng đấy là việc mà chúng ta chưa phải quá lo lắng đối với xu hướng rồi. Việc mà chúng ta, chúng ta nhiệm vụ của chúng ta lúc này chúng ta sẽ có sự do dựa trên cổ phiếu uh, quan sát uh, khả năng tạo đáy ngắn hạn hoặc là tạo nền ngắn hạn của thị trường uh, và dựa vào đấy thì chúng ta có thể đưa ra quyết định rằng là giảm tỷ trọng hoặc là nâng tỷ trọng. Uh, còn lúc này vẫn là một phiên điều chỉnh mà mình thấy rằng là trong tầm kiểm soát và hoàn toàn là chưa có gì đáng phải lo ngại đâu. Ấy. Uh, thế thì chiến lược trong vài phiên tới thì mình vẫn sẽ ưu tiên uh, Như tối thiểu là trong phiên cuối tuần của ngày mai thì chúng ta sẽ yếu là chúng ta quan sát mà thôi uh, về quan sát những cổ phiếu nào đáng lưu ý thì đầu tiên là các cổ phiếu uh, có thể là đang uh, như phiên trước thì mình có uh, một cái bài nói về việc mà chúng ta nên bán cổ phiếu vào thời điểm như thế nào ấy. thì đối với những cổ phiếu mà chúng ta uh, hồi phục trở lại cái uh, hồi phục trở lại uh, những khu vực kháng cự mạnh hồi phục trở lại khu đỉnh cũ và hồi phục trở lại những vùng giá mục tiêu và trước đấy đã bị gãy xu hướng rồi thì có thể là thời điểm chúng ta cơ cấu những mã cổ phiếu như vậy đối với những mã đang trong một kênh xuống tăng rất rõ rệt hoặc là thậm chí vừa vào sóng ví dụ như là SSI, HCM thì tạm thời chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ được mình thấy rằng là hoàn toàn có thể nắm giữ được và thậm chí nó có thể canh những pha điều chỉnh sắp tới tạo nền và có thể là sẽ gia tăng tỷ trọng Tiểu chung lại tại đây thì không có gì không không có gì đáng lo ngại về một danh mục đầu và việc chúng ta quản trị thì quản trị hiện tại là quan sát đối với chỉ số và uh, quản lý từng cổ phiếu trong danh mục đối với thị trường phái sinh thị trường phái sinh ở đây là đồ thị của vn30 m trên khu vực thị 15 phút thì trong ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là giá đã đầu tiên là chúng ta thấy rằng là giá bị thủng ngưỡng hỗ trợ đầu tiên khoảng 440. Tiếp theo nữa đấy là giá đóng cửa mức thấp nhất phiên và đang áp sát trở lại khu vực uh, cận dưới của kênh tăng giá. À xin lỗi là không không phải <laughs> Khi mà chúng ta vẽ nó uh, dưới độ là tăng dần thì chúng ta thấy rằng là đang có dấu hiệu là đang áp sát trở lại khu vực cận dưới của kênh uh, của mô hình rising wedge này, tức là mô hình uh, uh, cái nêm bó hẹp dần thì trong phiên của ngày hôm nay chúng ta xác nhận được rằng là cái pha hưng phấn của thị trường cái pha dướn và hưng phấn thị trường là đã bị đã bị fail rồi đã bị thất bại rồi thì hiện tại chúng ta sẽ lọt trở lại khu vực mẫu hình giá cũ và hỗ trợ lúc này rơi tầm khoảng một hai một bốn hai cho đến kéo dài đến một bốn ba về phản ứng thì chưa có nhiều được cái sự phản ứng quá là đáng kể cho nên hiện tại nếu chúng ta mở lo ngay lập tức thì tư duy lúc này lúc này nếu chúng ta mở lo ngay lập tức thì đơn giản đấy là tư duy à, bắt dao rơi và mình sẽ hoàn toàn là mình hạn chế những cái những cái động thái kiểu như vậy à, dưới góc độ dài hạn hơn chúng ta thấy rằng là vẫn đang trong một pha tăng trưởng vào vượt đỉnh cho nên khi mà chúng ta mở ra một cửa vào đấy mỗi à, cửa rằng là thị trường tăng tiếp diễn hay là đảo chiều thì à, đối với một trader thông thường cái niềm tin chúng ta phải đặt đấy là đặt rằng là xu hướng sẽ tiếp diễn xác à, suất chúng ta sẽ đặt ra đấy là xác suất tiếp diễn thành công à, chỉ số sẽ tạo ra mô hình tiếp diễn nó nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với mô hình uh, đảo chiều uh, Đấy là một cái niềm tin và mình thấy rằng là niềm tin cần thiết Đối với một trader trong việc chúng ta bám theo xu hướng uh, Thì hiện tại Cái chiều sinh uh, là chúng ta sẽ quan sát Trong vùng giá khoảng 1430 cho đến 1450 uh, Liệu rằng thị trường sẽ tạo ra một cái mô hình giá kiểu như thế nào uh, Trong một kịch bản nó tích cực thì Đấy là việc mà chúng ta có được phản ứng Tại cái vùng giá khoảng Uh, 14, 1425 này, 1425 này. Uh, thì sau khi mà tạo được cái vùng, uh, vùng một cái nến hoặc là một cái vùng nền giá hỗ trợ ví dụ như một cây rút chân vùng khoảng 12 1425 đến 1430 uh, thì có, có thể là một thời điểm mà chúng ta sẽ xem xét chúng ta giải ngân từng phần. Giải ngân một phần các vị thấy long tiếp tục bám theo xu hướng. Stop loss sẽ là chân của cây nến trong trường hợp mà chúng ta có một cây rút chân hoặc là ngay phía dưới mô hình đảo chiều uh, hay là tạo nền. Uh, tại cái khu vực tại khu vực hỗ trợ ở phía dưới này uh, nhưng Tự chung lại vào lúc này thì mình vẫn ưu tiên là các vị thế long niềm tin vào lúc này vẫn là nguồn niềm tin rằng thị trường sẽ tạo dành ra một cái mô hình tăng tiếp diễn uh, và cũng tương tự như thị trường việc mà chúng ta quan sát đối với thị trường và chỉ số chung thôi. Đấy chúng ta sẽ giải ngân từng phần và chờ đợi thị trường có được sự ổn định hơn và sự chắc chắn hơn và cũng như là theo dõi các admin trong các buổi livestream tiếp theo để chúng ta có được có được một cái dự kiện rõ ràng hơn trong việc chúng ta giao dịch. Thế thôi. Với phiên dịch ngày mai thì đơn giản đấy là việc mà chúng ta sẽ có được sự thận trọng của phiên cuối tuần tại vì đơn giản là rủi ro hiện tại là rủi ro cũng có liên quan đến các độ dịch bệnh trong ngày hôm nay chúng ta có một vài khoảng hai mấy ca uh, ca dịch bệnh mới ca bệnh mới tại thành phố hồ chí minh và cũng như là các biện pháp đang bắt đầu có dấu hiệu là thắt chặt tại thành phố hồ chí minh rồi thì cái rủi ro về mặt thông tin uh, tại các phiên tại các ngày cuối tuần các ngày nghỉ cuối tuần là điều mà hoàn toàn chúng ta không thể tránh khỏi được cho nên ngày cuối tuần thì cái sự thận trọng trong phiên cuối tuần là chuyện hoàn toàn rất là bình thường mà thôi à, cho đến ngày mai mình cho rằng là chúng ta ưu tiên chúng ta quan sát tín hiệu thì cũng có những cổ phiếu là đang quay trở lại hỗ trợ rồi nhưng chúng ta sẽ quan sát chúng ta chờ đợi một sự ổn định hơn của thị trường à, để xem xét chúng ta giải ngân. À, chúc anh chị có phiên dịch ngày mai thật là thành công. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.